Và xin kính chào cô chú các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú các bạn mình thực hiện tại thành phố cảng Yokohama. Và đây là cái căn phòng quen thuộc nơi mình đang sinh sống, làm việc và học tập. Hôm nay thì mình sẽ quay cho cô chú các bạn rất nhiều kính Ray-Ban của Italia, toàn hàng khui hộp anh chị em nhé. Rất là nhiều luôn, hơn chục cây. Thì bây giờ trước khi quay thì mình xin thông báo với cô chú các bạn, anh chị em nào gặp khó khăn trong vấn đề kết nối Zalo thì hãy điện thoại qua số này tại Việt Nam để được hỗ trợ 24/7. Vì rất nhiều anh chị em hiện nay vẫn chưa biết cách kết bạn với số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú các bạn. Số này là số tại Việt Nam nhé. Anh chị em nào gặp khó khăn trong vấn đề kết nối Zalo tại Nhật Bản thì hãy điện thoại qua số đấy. Thì ngay bây giờ xin kính mời cô chú các bạn cùng tập trung vào màn hình. Mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá cho cô chú các bạn từng sản phẩm. Tất cả các sản phẩm này là mình đều đánh số nhé, từ 1 đến 12. Clip này có 12 cây kính thì anh chị em nào quan tâm đến kính thì ở lại trong cái video này. Đấy, mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và đây đầu tiên là cây số 1. Giá thì đồng giá nhé, giá về tận Việt Nam là 3.500.000 đồng, bao ship tận sân. 3.500.000 đồng, tất cả là bao ship tận sân và hàng chưa qua sử dụng nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ để điện thoại lên đây thì quay cận cảnh chi tiết, sau đó mình đo các số đo thông số của nó để cô chú chỉ tiện mua sắm và theo dõi. Đây là một cây kính được sản xuất tại Ý, hàng Italia, hàng Ray-Ban. Những cái cây kính này mà hàng mới anh em vào ở Nhật mua thì không dưới 6 triệu đồng nhé. Tại vì là mình nhiều khi mua được của những người ta không sử dụng đến, đắt trong tiệm đồ cũ ấy. Nên giá của nó rất là phải chăng, hàng thì chưa qua sử dụng. Bây giờ mình nhắc kích thước lên xong mình đo cận cảnh cho cô chú bạn chi tiết để anh em nào tiện mua sắm thì nó cũng dễ. Vì mấy lần trước mình quay mà anh chị em bảo là mình nên đo nhé, nên đo từ gọng A sang gọng B, đo cả tròng mắt nữa. Thì trong cái lớp này mình cố gắng là mình sẽ đo hết toàn bộ cho cô chú bạn tiện theo dõi và mua sắm. Đấy, chiều ngang rộng của nó thì 14 cm, từ gọng A đến gọng B là 10, từ gọng trái sang gọng phải là 14 cm, và chiều mắt này của nó là, con này là 45, 4 phân rưỡi. Chiều này là 5.5 cm. Khả năng đo thế này nó rất mất thể là 6 cm nhé, bởi vì nó có góc nghiêng rồi. 6 cm một chiều 4.5. Giá này về tận Việt Nam là 3.500.000 đồng, bao ship tận sân. Anh chị em nào quan tâm thì chụp ảnh nhé. Đây là cây số 1, 3.500.000, bao ship tận sân. Kế tiếp và liên tục chương trình, đây là cây số 2, hàng cũng của Ray-Ban, sản xuất tại Ý, khử 100% tia UV, hàng chưa qua sử dụng. Giá về tận Việt Nam là 3.500.000 đồng. Cái này mắt của nó là hơi rêu nhé, màu xanh rêu. Sản xuất tại Ý, made in Italia, hàng chưa qua sử dụng. Giá 3.500.000 đồng là giá bao ship nhé. Này thì mình cố gắng là mình đo toàn bộ. Này là cô chú mẹ, đa số là gọng này là 14 cm. Đấy, như con này là 13.9. 13.9 cm. Mắt này thì 5 cm. Đa số là 5 cm. Mắt thì rất phù hợp với này. Anh chị em sống tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Dòng này là dòng của Ý mà được xuất sang thị trường Nhật, thị trường của châu Á. 3.500.000 đồng nhé, là bao ship tận sân. Anh chị em quan tâm đến cái mắt nào thì cứ chụp ảnh. Tất cả đều được đánh số từ 1 đến 12. Hàng chưa qua sử dụng, nguyên hộp, nguyên phụ kiện đầy đủ. Đây là cây số 3. Giá về cũng 3.500.000 đồng. Mắt này là mắt màu xanh đen như em nhé, màu xanh đen. Mắt màu xanh đen, 3.500.000,
bao ship tận sân. Bao ngầu cho cô chú như bạn, mắt này toàn mắt phi công nhé. Mắt phi công thì đa số là nam đeo cũng được, mà nữ đeo cũng được. Nó rất phù hợp với các gương mặt luôn. Giá cây này về cũng 3.500.000 đồng. Kích thước của con này là 14.5. Chiều ngang của nó là 14.5cm. Và mắt của con này chắc là cũng 5cm. Đúng rồi. Mắt con này là 5.5cm. Con này là size lớn đấy. 5.5cm và rộng của nó là 14.5. Mã số là số 3 nhé. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo. 14.5 với 5.5 là cũng dạng lớn rồi đấy, dạng size lớn rồi đấy. Còn đa số nó là 14 và 5cm đấy. Tiếp theo là cây số 4. Này cũng đều được sản xuất tại Italia anh chị em nhé. Cây này thì hơi ngả màu rêu. Mắt của nó hơi màu rêu vàng. Kích thước của nó thì mình đoán chắc là 14cm. Đúng anh chị em, 14cm. Gọng A sang gọng B là 14cm. Mắt cái này của nó thì mình đoán chắc là 5cm. Nhìn nó cũng quen mắt ấy. Chuẩn luôn, 5cm, mắt 5cm. Và gọng ạ, trái trong gọng phải là 14cm. 3.500.000 đồng, bao ship tận sân, hàng chưa sử dụng nhé. Tất cả táp mác hộp đầy đủ. Giá 3.500.000 là bao ship tận sân. Tất cả các lô hàng là đều 3.500.000 nhé. Anh chị em quan tâm đến số nào thì cứ chụp ảnh thôi. Chụp ảnh lại xong gửi qua số Zalo. Số Zalo thì đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Đây là một cây số 5, mắt rất là độc và lạ. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Kính Ray-Ban nhé, sản xuất tại Ý. Mắt này là mắt thời trang. Mắt thời trang dành cho cả nam lẫn nữ, rất là phù hợp luôn. Đấy, chiều ngang của nó là 13.3cm. 13.3cm. Và mắt này còn nói chắc 4cm đây. Chuẩn luôn đấy, 4cm đây. Mình đo như này là chắc là anh em rất là dễ mua đúng không? Rất là dễ mua. Bởi vì rất là nhiều anh chị em dặn là phải đo như này nó hơi khó một chút. Nhưng mà thôi, từ nay là mình cố gắng là phục vụ anh chị em bằng cách đo như này thì nó cận cảnh, chi tiết hơn. Giá về cũng 3.500.000 nhé. Bao ship tận sân, mã số 5. Tiếp theo đây là cây số 6. Màu nó là hơi vàng rêu một chút, hơi xanh rêu. Mắt của nó là hơi xanh rêu một chút nhé. Xanh rêu, dâm. Made in Italia. Gọng vàng sáng. Mắt cũng là mắt dạng mắt phi công, mắt cơ trưởng, phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Cái này thì 14cm, 13.9cm, 14cm. Mắt này chắc là 5cm. Chuẩn luôn anh em, 5cm. 3.500.000 đồng, bao ship tận sân. Có vẻ như mình để này nó hơi bị sấp bóng một chút nhỉ, hơi bị tối một chút đúng không? Nếu mà anh em xem thấy tối thì lần sau mình sẽ để sáng hơn. Để thêm cái bóng điện nữa vào đây để quay. Bây giờ mình đang để một cái treo điện thoại nó hơi bị tối chút. Cây số 6 anh chị em nhé. Cây số 6. Đấy, tiếp theo đây là cây số 7. Giá về cũng 3.500.000 đồng. Mắt này cũng là mắt xanh đen anh chị em. Mắt xanh đen. Mắt xanh đen nhé. Hàng cũng chưa qua sử dụng. Made in Italia. Size của nó thì cũng là 13
14 cm. 14 cm và mắt này cũng là 5 cm. Đa số là cái mắt như này anh chị em nhé, đa số là 14 cm và mắt thì 5 cm. Có cây thì 14.5, mắt 5.5. Có cây thì mắt 6. Nhưng mà đa số là cái dòng này, size này, size thông dụng nhất. Màu đen nhá, cái này màu đen xanh. Kế tiếp và liên tục chương trình thì đây là cây số 8. Giá về cũng đồng giá 3.500.000 đồng. Táp mác đầy đủ, hàng chưa sử dụng. Đây cũng là một cây xanh. Mắt này là mắt xanh nhá, xanh đen. Cũng được sản xuất tại Italia, hàng chưa sử dụng. Những cây này mình săn tìm tại tiệm đồ cũ nhé, nên mà giá nó mới mềm như vậy. Chứ đa số anh chị em mua hàng mà ở trong tiệm đồ mới thì nó phải lên đến 6.500.000 một cây. Đấy, chiều ngang cũng là 14 cm và mắt này chắc cũng là 5 cm thôi. Chuẩn luôn anh chị em, 5 cm. 3.500.000 đồng, bao ship tận sân, bao vỡ toàn cầu. Anh chị em quan tâm đến sản phẩm nào thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình. Cách mua hàng rất đơn giản thôi. Anh chị em chuyển cọc trước 1 triệu, sau đó nhận hàng thanh toán nốt cho nhân viên giao hàng. Đấy, trong cái lô kính này có một cây này rất là đặc biệt luôn. Cũng màu xanh đen. Xanh đen, cây này size lớn nhá. Cây size rất là lớn luôn. Size lớn, đặc biệt ở trên này nó có thêm một cái để rằng từ cái cộng A sang cộng B, đều được sản xuất tại Ý. Táp mác đầy đủ, nguyên hộp, nguyên giấy tờ. Cây này chắc là size lớn. Chiều ngang của nó thì 14 cm. Mắt này của nó chắc là mắt lớn này anh chị em này. Mắt này phải lên đến 55-60. Con này mắt là 56 nha anh chị em nhé. Mắt 56 luôn. Size rất là lớn. Đặc biệt nó có thêm một cái rằng từ mắt A sang mắt B này. Nó giống kính của Mỹ. Mỹ hay làm kiểu vậy. 3.500.000 đồng, sản xuất tại Ý. Mã số là mã số 6. Mã số 9. Mã số 9. Tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 giá về cũng 3.500.000, bao ship tận sân. Cây này là mắt vuông nhá. Rất là nhiều anh chị em dặn cái mắt này thì bây giờ mình lại đo. Cũng màu xanh, xanh đen. Xanh xanh đen đen. Mắt thì hơi vuông vuông, được sản xuất tại Ý. Made in Italia. Size của con này cũng là 14 cm. 14 cm và mắt này nó thì là 4.6 cm, 4.5 cm. Giá về cũng 3.500.000 nhé. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo. Ở clip ngày hôm nay là toàn kính thôi. Anh chị em nào quan tâm đến kính thì ở lại xem video để đỡ không mất thời gian của cô chú anh chị các bạn. Thì mình đã cố gắng là quay cận cảnh chi tiết và rất dễ là để mua sắm. Tiếp theo đây là cây số 11. Cây số 11, mắt xanh đại dương. Một trong những cái mắt xanh rất là hiếm để cô chú bạn có thể săn tìm để đi biển, lái xe vào những ngày nắng gắt. Con này là con tráng gương nhá. Tráng gương rất phù hợp với đi biển. Nam nữ đều đeo được, mắt phi công mà. Mắt này mắt phi công, người ta đều sản xuất tại Ý. Phi công hay lái, hay ngồi trong cabin máy bay, hay đón ánh mặt trời, ánh bình minh và ánh hoàng hôn, tia nắng rất là chói chang. Đây là cái mắt phi công. Chiều ngang của nó là cũng 13.8. 13.8 cm. Mắt này chắc là mắt 5 cm. Chuẩn luôn, 5 cm. Giá về là 3.500.000 đồng, bao ship tận sân và bao vỡ toàn cầu. Cách mua hàng thì anh em chuyển khoản trước tại Việt Nam 1 triệu,
sau đó nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán nốt cho nhân viên giao hàng. Giao hàng miễn phí từ Móng Cái, Cà Mau khoảng 2 tuần cô chú bạn sẽ nhận được hàng nhé. Khoảng 2 tuần sẽ nhận được hàng. Tiếp theo đây là cây số 12, cũng là cây số cuối cùng của video này. Quay cho cô chú anh chị các bạn. Mắt này cũng là một mắt xanh đen. Rất là mát mắt luôn, kính Italia mà, kính hiệu mà. Rất là mát mắt và cô chú bạn có thể thuận tiện trong việc mua sắm. Thì đây là cái số đo của nó cũng là 14 cm. 14 cm và mắt này cũng là 5 cm. Chuẩn luôn. Giá về 3.500.000 đồng. Đồng giá nhé cô chú anh bạn, đồng giá. Số điện thoại thì đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Clip hôm nay thì 12 cây kính. Vừa rồi thì mình đã quay cận cảnh chi tiết. Anh chị em xem đến tận cùng của video này thì hãy nhanh chóng chụp lại các số, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú bạn. Tất cả các dòng kính này đều khử 100% tia UV và hàng được sản xuất tại Italia, đang phân phối tại thị trường Nhật Bản. Đấy, rất là nhiều luôn, từ cây số 1 đến cây số 12. Bao da, vỏ, táp, mắc. Và đây là hộp phù bì bên ngoài của hãng Ray-Ban. Anh chị em quan tâm đến các sản phẩm nào thì chụp ảnh lại hết nhé. Đây là hàng khui hộp chưa sử dụng, nhưng mà được thanh lý trong các tiệm đồ cũ. Clip này mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhanh chóng bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loa Hay TV xin chân thành cảm ơn cô chú bạn đã đăng ký, theo dõi và ủng hộ trong suốt những năm vừa qua. Hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.